Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tìm Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Và ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì, tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật chúng tôi qua phần điểm tin chính. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa ở thượng nguồn sông Dương Tử, một trận lũ lớn đã xảy ra ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp vào ngày hôm qua và lưu lượng dòng chảy tăng nhanh. Theo yêu cầu của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Dương Tử, mặt trước của đập hồ chứa Tam Hiệp cần được giữ ở mực nước giới hạn lũ khoảng 145m. Tổng công ty Tam Hiệp Trung Quốc và các cơ quan ban ngành liên quan đã nghiên cứu và quyết định dừng việc chuyển giao các tàu RoRo giữa tập đoàn Tam Hiệp và Gejuba. Đồng thời, các phương tiện RoRo trong khu vực đập Tam Hiệp đều sẽ đi qua đường dành riêng đến dự án Tam Hiệp. Theo người phụ trách Cục Quản lý Hàng hải Tam Hiệp trên sông Dương Tử, khoảng 25 tàu RoRo đến khu vực đập Tam Hiệp mỗi ngày với hơn 800 phương tiện được tải. Trước đó, các phương tiện ngược xuôi lưu thông qua khu vực đập được vận chuyển theo dòng nước sau khi băng qua đường hai bên đập. Để tránh xung đột giữa thời gian thi công của xe RoRo và xe thi công của dự án Tam Hiệp đã quyết định áp dụng phương thức giao thông tập trung và tính giờ cho xe RoRo. Điều này được hiểu rằng khi dòng chảy vào của Tam Hiệp đạt 45.000 mét khối trên giây, âu thuyền Tam Hiệp sẽ bị đình chỉ và các tàu chở khách trong khu vực đập Tam Hiệp sẽ thực hiện các biện pháp lật và chuyển đập khẩn cấp. Theo dự báo sơ bộ, đợt lũ lớn nhất ở thượng nguồn sông Dương Tử, lưu lượng tối đa qua khu vực đập Tam Hiệp sẽ lên tới 49.000 mét khối trên giây. Trận lũ lớn nhất trên sông Dương Tử kể từ mùa lũ tràn vào khu vực hồ chứa Tam Hiệp sau khi đi qua trạm thủy văn Khu Tan ở thượng lưu sông Dương Tử lúc 8 giờ ngày hôm nay. Giáo sư Chang Hae-un, kỹ sư trưởng của Cục Thủy văn sông Dương Tử cho biết lũ lụt là do lượng mưa liên tục ở thượng nguồn sông Dương Tử và lũ lớn ở một số nhánh sông như sông Khuyên Giang ở lưu vực sông Jinling. Theo dõi thời gian thực của Cục Thủy văn sông Dương Tử cho thấy, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, các khu vực sông Jinsha, Minchu, Jilin và Tam Hiệp đã có mưa nhẹ đến vừa trên lưu vực sông Dương Tử và đã có mưa lớn ở một số khu vực. Bị ảnh hưởng bởi dòng chảy lớn, trạm thủy văn Khu Tan Trùng Khánh ở thượng nguồn sông Dương Tử đã đạt đỉnh lúc 8 giờ ngày hôm nay. Mực nước đỉnh lũ là 176,89m, lưu lượng tương ứng là 39.400 mét khối trên giây. Vào lúc 11 giờ, mực nước ở Khu Tan giảm xuống 176,84m và lưu lượng tương ứng giảm xuống 39.300 mét khối mỗi giây. Đây là đỉnh lũ lớn nhất được hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử kể từ mùa lũ, khi đỉnh lũ đầu tiên của sông Dương Tử trong năm nay đi qua trạm thủy văn Khu Tan vào lúc 7 giờ ngày 20 tháng trước, lưu lượng chỉ là 24.100 mét khối mỗi giây. Hiện tại, Hồng Phèn đi vào khu vực hồ chứa Tam Hiệp sau khi đi qua trạm thủy văn Khu Tan. Vào lúc 8 giờ ngày hôm nay, lưu lượng dòng chảy đến hồ Tam Hiệp đã lên 37.000 mét khối mỗi giây, lưu lượng dòng chảy ra là 32.600 mét khối mỗi giây, mực nước vẫn dưới giới hạn lũ ở mức 143,98m. Vào ngày hôm qua, Wei Shenyong, Phó Giám đốc Ủy ban Bảo tồn Nguồn nước sông Dương Tử, kiêm Giám đốc Văn phòng Tổng cục Phòng thủ sông Dương Tử, đã ban hành công văn số 2 trong năm nay, yêu cầu hồ chứa Tam Hiệp giảm mực nước trước đập về hạ lũ chậm nhất từ 20 giờ ngày hôm trước đến 8 giờ ngày hôm qua, mực nước là 144m, dự phòng cho đợt điều tiết lũ lần này. Bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng dòng nước từ thượng nguồn sông Dương Tử, tốc độ dòng chảy của trạm Di Trang ở hạ lưu hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên 35.500 mét khối mỗi giây vào lúc 8 giờ ngày hôm nay và đoạn Xin Cheng đến Lushan của dòng chính của sông Dương Tử dâng trào. Vào hai ngày trước, Ủy ban Kiểm soát nước sông Dương Tử và Tổng cục Phòng thủ sông Dương Tử đã ban hành công văn số 2 trong năm nay, yêu cầu hồ chứa Tam Hiệp hạ mực nước trước đập xuống dưới mức giới hạn lũ 144m trong một thời gian xác định để chuẩn bị cho việc điều động lũ tiếp theo. Theo phân tích dự báo thủy văn, lượng mưa sẽ tiếp tục được duy trì ở thượng lưu sông Dương Tử, dòng chảy chính của trung và hạ lưu sông Dương Tử và các khu vực phía bắc của nó trong tuần tới. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, dòng chảy vào của hồ chứa Tam Hiệp sẽ vượt quá 35.000 mét khối mỗi giây vào những ngày qua. Lúc 17 giờ hôm qua, mực nước trước đập Tam Hiệp đã xuống 143,97m so với mực nước tối đa hiện tại là 156m mà dự án Tam Hiệp có thể tích trữ. Hồ chứa Tam Hiệp có thể giải phóng khoảng 6,8 tỷ mét khối dung tích chứa phòng chống lũ. Vào lúc 20 giờ ngày hôm nay, dòng chảy của dự án Tam Hiệp tăng lên 39.000 mét khối mỗi giây. Dự án Tam Hiệp mở sâu 12 các lỗ xả lũ để tăng lưu lượng xả và mực nước trước đập giữ ở mức khoảng 144m để tránh lũ lớn.
Dự án Tam Hiệp có tổng số 22 hố đáy dẫn dòng, 23 hố sâu xả lũ, 22 hố bề mặt xả lũ. Ngoại trừ hố đáy và hố sâu, hố bề mặt cho đến nay vẫn chưa được sử dụng và nó sẽ chỉ được kích hoạt khi sông Dương Tử gặp phải trận lũ ngàn năm một lần. Theo yêu cầu thiết kế, các hố đáy dẫn dòng đã được bịt hoàn toàn vào tháng 3 năm nay. Hiện nay, việc xả lũ chủ yếu đi qua các hố sâu. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa ở thượng nguồn sông Dương Tử, một trận lũ lớn đã xảy ra ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp vào ngày hôm qua và dòng chảy vào tăng nhanh đạt 37.000 m3 mỗi giây vào lúc 8 giờ ngày hôm nay, vượt dòng chảy tối đa của Tam Hiệp vào 2 tháng trước là 36.300 m3 mỗi giây. Theo dự báo sơ bộ, dòng chảy qua đập Tam Hiệp sẽ tiếp tục tăng và dự báo sẽ vượt mức 40.000 m3 mỗi giây vào ngày mai. Theo yêu cầu của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Dương Tử, Tổng công ty Tam Hiệp Trung Quốc đã tăng cường điều động hồ chứa Tam Hiệp. Lưu lượng xả vào ngày hôm nay là 23.000 m3 mỗi giây. Và hồ chứa Tam Hiệp được duy trì tại mức nước giới hạn lũ khoảng 144m. Vào lúc 20 giờ ngày hôm nay, mực nước trước đập Tam Hiệp là 144,01m. Do sự dao động thường xuyên của mực nước trong vùng nước sông Dương Tử dài 38 km giữa đập Tam Hiệp và đập Geju ở hạ lưu và các mô hình dòng chảy phức tạp và có thể thay đổi, sự chuyển giao ro-ro giữa đập Tam Hiệp và đập Geju đã diễn ra đã dừng lại. Theo quy định điều động âu thuyền Tam Hiệp, một khi tốc độ dòng chảy của đập Tam Hiệp vượt qua 45.000 m3 mỗi giây, âu thuyền 5 cấp đường đôi Tam Hiệp sẽ bị đình chỉ và các tàu chở khách ở khu vực đập Tam Hiệp sẽ bắt đầu các biện pháp chuyển giao đập khẩn cấp. Kính thưa quý vị, theo tin tức mới nhất từ Sở Tài nguyên tỉnh Tứ Xuyên, vào khoảng 20 giờ 32 phút 2 ngày trước, năm con mương tỉnh Lương Sơn và tỉnh Tứ Xuyên lần lượt xảy ra thảm họa, dòng chảy xà bần tuôn ra khỏi mương với quy mô gần 2 triệu mét khối. Do có cảnh báo và dự báo sớm kịp thời, cán bộ các cấp phản ứng nhanh chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút kể từ khi phát thông tin cảnh báo sớm. Công ty đã tổ chức di rời hơn 1.000 người đang bị đe dọa từ 251 hộ, tránh thương vong tối thiểu nhất có thể. Được biết, vào lúc 1 giờ 15 phút ngày hôm đó, trụ sở phòng chống lụt bão và phòng chống thảm họa địa cầu tỉnh Lương Sơn đã ban hành cảnh báo thời tiết cho toàn bang. Vào lúc 17 giờ 30 phút, Bộ Chỉ huy Liên hợp phòng chống lụt bão và phòng chống thảm họa trái đất của huyện đã phát đi thông báo để thông báo cho Xiang Yao và các thị trấn khác rằng đã có thiên tai lớn. Khi mưa bão xảy ra, cấp độ rủi ro khí tượng về lũ lụt sông vừa và nhỏ và thảm họa núi là tương đối cao, tất cả các thị trấn được khuyến cáo đề phòng. Khoảng 17 giờ 7 mưa nhánh từ vùng núi cao xuống hạ lưu lần lượt đổ mưa, lúc 17 giờ 45 phút nằm ở vùng hạ lưu của các mương chính, trời bắt đầu mưa ở làng Xian Giao, thị trấn Xiang Giao, huyện Muli. Lúc 17 giờ 47 phút, thiết bị giám sát chuyên nghiệp và cảnh báo sớm đối với dòng chảy mảnh vụn tiềm ẩn nguy hiểm được lắp đặt ở trung lưu của mương chính năm nay đã phát cảnh báo sớm. Cán bộ thôn và nhân viên giám sát ngay lập tức cảnh báo cho người dân trong khu vực bị đe dọa sơ tán sớm. Thông báo được đưa ra và các đơn vị dân quân khẩn cấp của thị trấn Xiang Giao đã được tổ chức đến từng nhà để thông báo cho quần chúng về việc sơ tán khẩn cấp. Các dòng rác liên tiếp bùng phát tại 7 điểm nguy hiểm tiềm ẩn bao gồm mương Huaniba, mương Wet và mương Jiao ở mương nhánh Jiaogu. Do được cảnh báo sớm kịp thời và sơ tán quyết liệt, 118 người trong 20 hộ gia đình đã không bị thương vong. Từ những hình ảnh hiện trường sau thảm họa có thể thấy một số ngôi nhà đã bị sạt lở vùi lấp, chỉ còn trơ lại phần mái. Theo thống kê từ Văn phòng Chỉ huy Thảm họa Địa chất tỉnh Lương Sơn, 186 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, 173 con gia súc bị chết, 2 km đường bị hư hại, giao thông và liên lạc bị gián đoạn. Đầu tiên, thiết bị giám sát tự động phát ra thông báo báo động. Sau đó, người chịu trách nhiệm phòng chống thiên tai và giám sát được điều động và bài tập huấn luyện đã được thực hiện trước. Đây là chìa khóa thành công. Phòng chống và kiểm soát của Sở Tài nguyên tỉnh Tứ Xuyên đã chỉ ra một cách tóm tắt các biện pháp tránh rủi ro thành công khi thực hiện. Đêm qua, Sao Sheng Si Chang và Sheng Yu đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Trận mưa xối xả này gây ra nguy cơ lở bùn ở nhiều ngôi làng. Sáng ngày hôm qua, phóng viên đã đến làng Siêng Keng, thị trấn Jing Linh, huyện Siêng Trang và nhận thấy nhà cửa của nhiều người dân địa phương bị hư hại trong trận mưa bão và công tác cứu hộ dòng chảy xa bần vẫn đang được tiến hành. Chen Li Bang, một cán bộ thôn địa phương cho biết kể từ khi trận lở đất xảy ra tại thôn vào tối ngày hôm trước, các cán bộ cấp thị trấn, thôn bản và các thành viên của hai ủy ban đã bám sát tuyến đầu và tích cực hướng dẫn cứu trợ lũ lụt, cứu trợ thiên tai, đường vào vẫn đang được khai thông. Và sáng sớm ngày hôm qua, Chen Fayun,
một người dân 67 tuổi ở làng Tajugu, thành phố Shenzhou đang dọn dẹp các mảnh vỡ bên cạnh ba ngôi nhà bị sập của mình. Phóng viên đi vào ngõ làng, một số người dân đang dọn dẹp bùn đá cạnh nhà. Được biết, từ 17 giờ đến 20 giờ ngày hôm đó, một trận mưa như chút nước bất ngờ ở làng Tujabu, thành phố Shenzhou với lượng mưa hơn 130mm. Một trận lở đất đã xảy ra ở phía đông của ngôi làng và các ngôi nhà của nhiều hộ dân bị lũ cuốn trôi và hư hỏng, rất may không có thương vong về người. Người dân địa phương nói với các phóng viên rằng dòng chảy đá vụn xuất hiện từ sườn đồi phía sau làng, kéo dài hơn 200m các con hẻm trong làng. Người dân làng Thu Yanjun kể với phóng viên rằng khi có sự việc xảy ra, cha mẹ bà ngoại 80 tuổi đang ăn tối thì bất ngờ lở đất khiến một lượng lớn bùn và đá từ cửa sổ phía sau tràn vào nhà khiến hai cụ hoảng sợ. Đúng lúc nguy cấp, con trai của ông lão Ôn Tấn đến lập tức bế ba mẹ lên lầu 2 thoát qua một cái thang đơn giản trên cửa sổ lầu 2. Ngôi nhà của người dân làng Chenfiohun là một ngôi nhà 2 tầng lợp ngói bùn. Khi trận lở đất đi qua phía sau nhà, nước lũ dâng cao ngay lập tức thấm vào tường bùn. Một lúc sau thì bức tường phía sau của ba ngôi nhà bị sập. Rất may là họ đã bị trốn ở một nơi tương đối an toàn, không có thương tích. Sáng nay, bộ phận cấp điện địa phương đã tiến hành sửa chữa khẩn cấp nguồn điện. Cán bộ tổ dân phố đã liên hệ với công ty bảo hiểm để giải quyết. Vào tối ngày hôm đó, một trận lở đất đã xảy ra ở làng Sikeng, thị trấn Jinling, huyện Xin Trang, Thiệu Hưng và một cây cầu đá ở lối vào làng đã bị cuốn trôi. Đến nay, nhiều ngôi nhà của người dân trong thôn bị hư hỏng, chưa có người thương vong. Phóng viên được biết, lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân địa phương, đội cứu hộ nước lũ, đội cứu hộ chữ thập đỏ và các lực lượng cứu hộ khác đã nhanh chóng đến hiện trường để ứng cứu. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.